Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo là liên quan đến nước Anh. Trong cái danh sách của Liên Hiệp Quốc, các cái lãnh tụ của quốc gia trên thế giới, họ dựa vào cái alphabet, tức là sắp hạng từ A trở xuống. Thì nước Anh là Anglaterre ở tiếng Tây. Cho nên mà Thủ tướng Lee Truss đã lên diễn đàn, một trong những người lãnh tụ đầu tiên, và làm cho thế giới kinh nể. Đây mới là đúng một nữ anh thư của London và Anh Quốc. Lâu nay người ta cứ nói rằng Boris Johnson mà xuống coi như là nước Anh này vất, Ukraine chết, là vì cái anh chàng đối thủ là người Ấn Độ nó tha thiết thì đến nước Anh luôn. Nếu nó làm thủ tướng, tên là anh Sunak. Nếu anh ta làm thủ tướng thì anh ta phải nghĩ đến dân Ấn Độ làm ăn ở bên London. Bởi vì Ấn Độ trước kia là thuộc địa của anh. Anh ta không tha thiết gì đến nước Anh. Như là Boris Johnson tha thiết đến nước Anh. Bởi vì quý vị biết rằng cái phong trào mà gọi là Brexit, tức là rút nước Anh ra khỏi Liên minh Âu Châu, là một cộng sự viên, là một đồng chí của Boris Johnson, đó là ông Nigel Farage. Ông ta cũng là nghị viên của Liên minh Âu Châu, chủ trương là nước Anh phải rút ra khỏi Âu Châu. Có nhiều người hỏi giáo sư là tại sao người ta đang ở trong một khối vui như vậy mà lại rút ra khỏi Âu Châu? Dễ lắm, nước Anh phải gánh. Khi mà đã vào trong Liên minh Âu Châu gồm có 28 quốc gia thì quý vị phải gánh vác góp phần. Những quốc gia giàu phải đóng nhiều hơn, vì trong đó có nhiều quốc gia nghèo, nhất là các quốc gia mà trước kia ở bên Liên minh Âu Châu. Chẳng hạn như Ba Lan, tiếp khắc là quốc gia ở bên Cộng sản Liên Xô cũ. Sau khi năm 1991, quý vị nhớ Liên Xô sụp đổ, 15 quốc gia Đông Âu ở trong chư hầu của Liên Xô, họ trở thành tư bản hết. Họ bỏ chế độ Cộng sản, họ đi theo Mỹ, đi theo Anh, đi theo Pháp, đi theo Đức, và họ được gia nhập Liên minh Âu Châu. Có hai cái lợi. Thứ nhất là người dân họ sống được một đời sống tự do. Thứ hai là họ được yểm trợ bởi khối Liên minh Âu Châu giàu có. Thế thì Anh Quốc ở trong đó cũng phải gánh vác. Anh Quốc cũng là một trong các quốc gia đầu tàu của Liên minh Âu Châu. Bởi vậy dân Anh nó bảo thôi, tôi không thể mà đi làm mà nuôi những cái anh cộng sản cũ, bây giờ anh đói khát như thế. Cũng như Đức Đức, Tây Đức là phải bao cho Đông Đức. Cho nên mới có cái câu chuyện bà Angela Merkel là người của Đông Đức trước, của Cộng sản, trở thành thủ tướng của cả một cái liên bang Đức. Thế thì cái người mà chủ trương rút Anh ra khỏi Liên minh Âu Châu là Nigel Farage. Ông ta đã được ca tụng. Ban đầu thời bà Theresa May thủ tướng thì là không thành công, là vì bà ta giờ chủ trương rằng an bình, thủ phận thôi, đã ở trong đó là mình dính luôn. Bây giờ mà rút ra khỏi Liên minh Âu Châu phải đóng thuế, rồi phải bù vào những cái khoản mà mình đã hứa góp cho Liên minh Âu Châu, hàng trăm tỷ euro. Cuối cùng Nigel Farage vận động trưng cầu dân đến lần thứ hai, kết quả thành công, và nước Anh đã rút ra khỏi Liên minh Âu Châu cách đây 2 năm. Và Boris Johnson là ông thủ tướng đầu tiên. Đó là lý do bà Theresa May mà ta thất cử, mất chức thủ tướng, và Boris Johnson lên làm thủ tướng. Và bà làm thủ tướng thì lại để cho bà Liz Truss làm ngoại trưởng, một phụ nữ trẻ đẹp của nước Anh. Bà sinh năm 75, tôi đã có lần thưa với quý vị rồi, tức là bà ta tuổi ất mẹ. Đàn bà chưa ất thông minh lắm. Hôm qua trên Liên Hợp Quốc, diễn đàn Liên Hợp Quốc, bà ta tuyên bố nước Anh như đã từng hứa sẽ sát cánh với dân tộc Ukraine và chính phủ Ukraine đến chiến thắng sau cùng. Cho nên nước Anh xin hứa sẽ cung cấp thêm 2 tỷ 700 triệu euro, tức là vào khoảng gần 3 tỷ đô la cho nước Ukraine từ nay cho đến cuối năm. Quý vị thấy rằng là Hoa Kỳ lên đọc diễn văn và hứa sẽ yểm trợ thêm 5 tỷ đô la.
và bây giờ lại thêm nước Anh hứa viện trợ thêm 2 tỷ 7 euro. Con số mình trông thấy rõ, Ukraine đã được gần 8 tỷ đô la. Trong khi đó nước Nga chiến đấu một cách cô đơn, cả thế giới ruồng bỏ. Bây giờ chỉ còn một vài nước nghèo như là Kyrgyzstan, Azerbaijan, rồi những cái nước tan tan ở trên Trung Á nghèo khổ, dân tộc lại ít. Còn những nước có tiền có máu mặt như Tập Cận Bình thì lại vừa phét vừa run, không dám công khai yểm trợ Putin, bởi vì nếu mà yểm trợ Putin là sẽ bị trừng phạt. Bởi vậy cho nên cái cuộc họp vừa rồi giữa Putin với lại Tập Cận Bình, với lại Erdogan, với các nước Kyrgyzstan rồi Kazakhstan thất bại. Tập Cận Bình chỉ dám hứa hão và không dám công khai. Và đến giờ này bà Liz Truss không những tuyên bố đưa tiền, đưa vũ khí mà còn huấn luyện thêm mấy chục ngàn quân cho Ukraine. Cho nên dân Anh mình phải công nhận nó thông minh. Và tôi thưa với quý vị rồi, mặc dù những cái cuộc thăm dò cho thấy rằng là cái anh ứng cử viên người Ấn Độ là anh Kunak, anh ta nói điểm cao hơn là bà Liz Truss, nhưng mà tôi vẫn thưa với quý vị Liz Truss sẽ thắng. Và vì dân Anh nó cần một người tài và một người nghĩ đến nước Anh. Thì bây giờ giữa một anh da vàng da nâu đi là anh Ấn Độ với một cô da tóc trắng tóc vàng blonde Liz Truss, nó phải lựa Liz Truss thôi. Vừa trẻ vừa đẹp vừa giỏi, tuy rằng thật ra là không bằng anh chàng Sunak, anh Kunak kia, nhưng mà anh Kunak kia là Ấn Độ, cũng giống như là một tên Khan đô trưởng London, giờ này vẫn làm cho đô trưởng London thất bại. Thế thì nếu nước Anh nó để cho một anh chàng Kunak Ấn Độ da nâu mà lên thay thế cho một người da trắng Boris Johnson, nước Anh chết, ít nhất là da trắng chết, bởi vì họ mới bỏ phiếu cho người da trắng của họ là một phụ nữ duyên dáng tóc vàng mắt xanh, là cái chuyện dễ hiểu. Và hôm nay trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc, bà Liz Truss đã tỏ ra cho thế giới thấy rằng Anh Quốc vẫn là một vương quốc liên hiệp, là một quốc gia đàn anh của thiên hạ, khi bà tuyên bố sẽ viện trợ cho Ukraine 2.600 triệu bảng Anh, chứ không phải là euro nữa. Đây là một cái điều kiện rất đẹp. Vì thế cho nên Putin đau khổ. Rồi bên cạnh đó là một cái tát nữa là không mời Putin đến dự tang lễ của nữ hoàng Elizabeth. Và tên đại sứ của nước Nga lén phén đến, nó cấm vào. Nó bảo không, đây không có chỗ của ông. Người Nga không có chỗ vào thăm nữ hoàng, nữ hoàng không muốn thấy. Tống cổ về. Ngoại giao cũng vất đi, mà tài chính cũng vất đi. Trong khi đó thì quân đội Ukraine mỗi ngày lại nhiều thêm vũ khí, nhiều thêm tiền bạc. Cho đến bây giờ nước Anh đã viện trợ cho Ukraine vào khoảng độ 10 tỷ đô la trong suốt 7-8 tháng qua. Hoa Kỳ thì viện trợ vào khoảng vài chục tỷ, nhưng mà đưa ra vào khoảng độ cũng gần 10 tỷ và đang trở đến dần dần. Đặc biệt là trong những chuyến bay gần vừa rồi là chuyên môn gửi những cái loại hỏa tiễn HIMARS để mà Ukraine tấn công Nga. Vì thế trong vòng có 6 ngày thôi mà Ukraine đã chiếm lại tất cả những cái lãnh thổ gần như là Nga chiếm từ đầu cuộc chiến 24 tháng 2. Trong nó có vùng Đông Bắc, trong nó có vùng Kherson, trong nó có vùng Luhansk. Rồi những cái nơi mà chiếm ở Kharkiv là cái thành phố lớn thứ hai của nước Ukraine cũng đã bị tái chiếm trở lại. Bởi vậy họ mới khám phá ra cái tội lỗi của Putin. Quân lính của Putin rất là man dợ là như thế. Rồi chúng tôi lại vừa nhận được bản tin của ông Thế cho biết rằng là các quan sát viên ở trên thế giới phân tích người ta sợ bà Liz Truss này non nớt đối với Tập Cận Bình. Cho nên tờ báo Financial Times có bài nói rằng là liệu Thủ tướng Anh bà Liz Truss
có thể đánh bại được Tập Cận Bình không? Thì trong bài báo này người ta phân tích rằng chuyện nó dĩ nhiên là vì Lý Trớt thật ra thừa hưởng gia tài của Boris Johnson 80% tốt. Ngoại trừ kinh tế thì bây giờ cũng đang chậm chạp thì cả thế giới chứ không cứ gì nước Anh. Kinh tế nước Anh vẫn còn ngon hơn kinh tế của nước Mỹ. Giờ này nước Mỹ còn có vài tuần nó bầu cử thì nó còn chơi cái trò game gọi là trò gì đánh lận con đen. Nó giả vờ bảo cái hãng công ty dầu hỏa thả xuống, đừng có cao giá quá, rồi dân nó không bỏ phiếu. Khi đó thì bọn con lừa đi bán muối. Còn ngoài ra về kinh tế của nước Mỹ bây giờ vẫn thê thảm hơn nước Anh. Ngay cả Canada là một quốc gia kinh tế cũng bị ảnh hưởng mà vẫn còn sướng hơn nước Mỹ. Bởi vậy cho nên rằng là nước Tàu do Tập Cận Bình lãnh đạo giờ này còn đang bị nội bộ lục đục. Sắp sửa tới cái kỳ bầu cử tới của Đảng Cộng sản Tàu, Tập Cận Bình còn đang run rẩy. Cho nên Putin giờ này tính sai nước và gặp không có được cái vận tốt là về nước Tàu cũng đang tan ra bối rối. Còn những cái nước đàn em thì nó lại quá nghèo. Vì thế chúng ta thấy là vấn đề đường lối của nước Anh 100% nó thắng, Tàu không thể theo được. Bởi vì sao? Nó lú còn có chú nó khôn. Nước Anh là một siêu cường chứ không phải là một cường. Nước Mỹ tuy vậy mà không bằng nước Anh. Bây giờ quý vị thấy nước Mỹ giàu hơn nước Anh, đúng. Quân lực nước Mỹ mạnh hơn nước Anh, đúng. Nhưng mà quý vị tìm cho tôi có một quốc gia nào dám đem hình của cán ngố tòa Bạch Cung của Mỹ mà đem treo của nước nó không? Trong khi nước Anh vẫn còn hình của nữ hoàng treo ở các quốc gia chư hầu, ít nhất là 14 quốc gia như là Bahamas, Turks and Caicos, như là Tân Tây Lan, Úc, Đại Lợi, Canada. Bây giờ mẹ chết thằng con lên làm quốc trưởng là vua Charles Đệ Tam cũng sẽ được đem hình treo cả thế giới. Nguyên cái đó là đồng tiền rất bát gạo, rất xứng đáng cho dân Anh rồi. Nước Mỹ còn lâu mới được như vậy. Chưa nói đến nước Mỹ bây giờ còn đang lục đục là như thế. Kính thưa quý vị, là một lần nữa tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.